Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 31 tháng 10, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tới báo chí về tình hình thời tiết những ngày tới. Ông Khiêm cảnh báo, trong 10 ngày đầu tháng 11 năm 2024, có nhiều loại hình thái thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng đến nước ta. Thứ nhất, ở vùng biển phía nam Biển Đông có khả năng hình thành vùng xoáy thấp gây ra tình trạng mưa rông và nguy cơ gió giật mạnh trên khu vực giữa và nam của Biển Đông. Không loại trừ trường hợp vùng xoáy thuận có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Thứ hai, những ngày tới, nước ta sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường. Cường độ mạnh nhất là từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 11 đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ khiến khu vực Bắc và giữa của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, sóng biển tăng cao từ 2 đến 4 mét biển động mạnh. Trên đất liền, trong giai đoạn từ khoảng ngày mùng 3 đến ngày mùng 10 tháng 11, khu vực Trung Bộ có thể có đợt mưa đặc biệt lớn. Nguyên nhân mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường, cộng với đới gió đông hoạt động mạnh trên độ cao từ 1.500 đến 5.000 mét. Ông Khiêm nhấn mạnh đây là đợt mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là các trận mưa cường suất lớn. Ngoài ra, theo tính toán thì với tác động của không khí lạnh và nhiễu gió đông cũng ảnh hưởng mạnh đến thời tiết của các tỉnh miền Bắc, khiến cho khu vực bắc bộ từ khoảng đêm ngày 4 tháng 11 trở đi có thể xảy ra đợt rét đầu tiên của mùa đông năm 2024-2025. Trước khi bão công gây đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc các nhà chức trách ở Đài Loan, Trung Quốc đã cảnh báo người dân chuẩn bị sẵn sàng các phương án chống bão. Từ khi bão chưa vào, đã ghi nhận ít nhất 27 người bị thương, một số cây bị đổ và bốn trận lở bùn. Không chỉ rất mạnh về cường độ, bão kong còn rất lớn về kích thước. Vùng mây mù đậm đặc của nó trải dài từ Nhật Bản đến gần Indonesia. Kích thước cơn bão này còn lớn hơn cả Đài Loan, Trung Quốc và bão có thể quét qua toàn bộ nơi này. Nhà khí tượng học Chumelin ở cơ quan thời tiết trung ương biết tại Đài Loan, Trung Quốc cho biết gần như toàn bộ Đài Loan, Trung Quốc sẽ bị bao trùm bởi cơn bão này. Chúng ta cần thận trọng với gió mạnh ở gần tâm bão. Ảnh hưởng của bão Công Ray ở khu vực này sẽ là khá nghiêm trọng. Hàng nghìn người đã được sơ tán khỏi những khu vực có nguy cơ cao. Trong khi đó, đường kính mắt của siêu bão Công Ray rất lớn, đến mức các nhà khí tượng học còn phải ngạc nhiên. Do đó, Công Ray đã trở thành cơn bão mắt to nhất 2024 và là một trong những cơn bão có mắt to nhất từng thấy trên trái đất. Theo con số chưa chính thức thì lúc cực đại, mắt bão Công Ray có đường kính đến khoảng 200 km. Sau đó thu nhỏ lại còn khoảng 100 km. Nhà khí tượng học Noah Bergreen của kênh VFO FL ở bang Florida của Mỹ đã phải ngạc nhiên rằng siêu bão Công Ray là một trong những cơn bão có mắt bão to nhất mà bạn từng thấy trên trái đất. Theo nhà khí tượng học Alan Grappert, dù bão mạnh thường có mắt nhỏ, nhưng bão có mắt to không có nghĩa là bão yếu nó chỉ có nghĩa là gió của bão cách xa tâm bão hơn là ở những cơn bão nhỏ. Ông nói, một cơn bão mạnh mà tồn tại lâu cũng thường có mắt to hơn. Cường độ của siêu bão Công Ray cũng là rất kỳ lạ ở thời điểm này của năm, vì giờ đã là gần cuối mùa bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Những ngày này, người dân xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của anh Lê Ngọc Hơn, 22 tuổi, khi giúp dần chạy lũ vào ngày 27 tháng 10. Tại ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Lê Văn Hế, 51 tuổi và bà Trần Thị Chát, 49 tuổi, thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy, tấp đập người vào ra thăm hỏi động viên. Khi cơn mưa lớn từ sáng đến trưa ngày 27 tháng 10 khiến toàn xã Thái Thủy bị cô lập, đường xá ngập 20 đến 30 cm, cách một tiếng nước lại dâng lên 3 đến 5 cm. Nhiều người hốt hoảng gọi điện cho chính quyền nhờ hỗ trợ. Nằm trong tổ xung kích phòng chống thiên tai thôn Thanh Sơn, anh Lê Ngọc Hơn, 22 tuổi, tham gia giúp đỡ hàng xóm đi tránh trú, cây đồ đạc lên cao. Buổi sáng, anh Hơn giúp được hàng chục gia đình đi tránh lũ tại nhà người thân, hàng xóm, nhà văn hóa thôn, trường học. Chiều cùng ngày, nhận tin nhiều người kêu cứu ở thôn bên cạnh. Sát hại lưu đập thủy lợi Thanh Sơn, anh Hơn cùng hai thanh niên trong tổ xung kích lên kế hoạch hỗ trợ. Ba thanh niên mang áo phao cùng lội qua đoạn đường ngập hơn nửa mét để đến khu dân cư đang có người kêu cứu. Bất ngờ dòng lũ từ thượng nguồn ập tới, cuốn ba người về xuôi, cách vị trí ban đầu khoảng 5 mét. Hai thanh niên cố vùng vẫy, bơi vào bờ an toàn, còn anh Hơn chơi với giữa dòng lũ. Lúc này, nhiều người đứng trên bờ nhưng bất lực, không thể ứng cứu vì dòng nước chảy quá mạnh. Đau đớn hơn, trong số những người chứng kiến sự việc có bố mẹ của anh Lê Ngọc Hơn. Bà chát hoảng loạn, hét lớn trong cơn mưa tầm tã. Cứu con tôi với! Nghe tiếng vợ và người dân chi hô, ông Lê Văn Hế, năm mốt tuổi, bố anh hơn, vội vã chạy vào nhà người dân gần đó tìm dây thừng để ném ra cho con. Nhưng trong tích tắc, con ông đã bị nước lũ cuốn trôi. Suốt buổi chiều ngày 27 tháng 10, lực lượng cứu hộ, người dân tìm kiếm anh hơn nhưng không có kết quả. Đến 7 giờ hôm sau ngày 28 tháng 10, anh Hơn được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 200 m Gia đình, hàng xóm làm các thủ tục đưa anh Hơn về nhà an táng. Giây phút người đầu bạc khóc thương cháu trai ván số khiến những người chứng kiến không thể cầm lòng. Bà chát kể, tay run run rót nước mời khách đến thắp hương cho con. Hôm trước Hơn bảo sắp chờ rét để mua tặng mẹ chiếc khăn quàng cổ giữ sức khỏe. Nhưng thật bi kịch khi chiếc khăn ấm lại thay bằng khăn tang. Vợ chồng bà chát sinh được 3 người con, Hơn là cả, sau còn em trai 20 tuổi và em gái 10 tuổi theo bà Chát, hơn chăm chỉ, hiền lành và vụ đồng áng làm cuồn cuột cả ngày, rất thương bố mẹ. Lãnh đạo tỉnh đoàn Quảng Bình cho biết, sau khi nắm bắt thông tin anh Lê Ngọc Hơn tử nạn trong quá trình xung kích cứu nạn, đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình. Vị này nói, chúng tôi đã làm đề xuất gửi trung ương đoàn để truy tặng danh hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho anh Hơn. Sáng 31 tháng 10, một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú đã thu hút sự chú ý của người dân Đồng Nai khi một đám mây hình nón khổng lồ bao phủ đỉnh núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Hình ảnh gợi nhớ đến những chiếc đĩa bay trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhiều người dân thích thú, tranh thủ chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc độc đáo này. Anh Nguyễn Văn Đay, 29 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc cho biết. Khoảng 6 giờ 30 phút, đám mây hình nón khổng lồ bất ngờ bao phủ đỉnh núi Chứa Chan, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng. Theo anh Đay, đây không phải là lần đầu tiên ngọn núi cao nhất tỉnh Đồng Nai xuất hiện mây hình địa bay. Trước đó vào tháng 5 năm ngoái, một đám mây tương tự cũng đã xuất hiện và gây sốt trên mạng xã hội. Mây địa bay hay nón mây là cách gọi hình tượng của hiện tượng mây thấu kính rất hiếm gặp, thường xuất hiện dọc theo các dãy núi cao và chỗ khuất gió bên sườn núi, nhất là khi có một dòng không khí ẩm, ổn định, bay ngang qua ngọn núi hay đồi. Khi lớp không khí ẩm bị đẩy lên cao và đạt đến một điểm bão hòa, nó cô động lại thành những đám mây. Điểm đặc biệt của các đám mây thấu kính là luôn bất động, hiếm có cơn gió nào lay chuyển được. Hiện tượng này từng xuất hiện ở núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, đỉnh núi Phú Sĩ ở Nhật Bản, đỉnh núi Lửa Mayon ở Philippines hay núi Etna ở Italia, khiến nhiều người lầm tưởng là địa bay hay vật thể bay không xác định, UFO của người ngoài hành tinh. Cụ bà Chen sống tại Phổ Ninh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã trở thành người nổi tiếng ở địa phương vì chiếc sừng kỳ lạ mọc trên trán. Chiếc sừng 10cm này đã xuất hiện cách đây vài năm, được người dân trong vùng gọi là sừng trường thọ. Bà Cụ Chen cho rằng mình sống lâu và có sức khỏe tốt chính là nhờ đặc điểm kỳ lạ này. Đặc điểm bất thường này không mấy ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Hiện bà Chen vẫn khỏe mạnh, ăn ngon miệng và có cái nhìn tích cực về cuộc sống. Các bác sĩ chẩn đoán chiếc sừng trên trán bà cụ là một khối u sừng trên da, thường liên quan đến việc tiếp xúc lâu dài với ánh nắng mặt trời. Mặc dù loại u sừng này nhìn chung là lành tính, các chuyên gia vẫn khuyên nên theo dõi vì nguy cơ trở thành tổ chức ác tính vẫn tồn tại. Gần đây, chiếc sừng trường thọ của bà Chen ngày càng được nhiều người biết đến sau khi một video về bà được đăng trên mạng xã hội Douyin. Cộng đồng mạng bày tỏ sự ngạc nhiên, nhiều người cho rằng bà không nên cắt bỏ nếu nó không gây ảnh hưởng gì bà ấy có thể nộp đơn xin xác nhận kỷ lục Guinness thế giới. Tôi ước mọi người đều sống lâu như vậy. Bà tôi có một khối u trên đầu, bà đã đến bệnh viện để cắt bỏ nó, nhưng đã qua đời hai ngày sau khi bà trở về. Bà Chen không phải là người cao tuổi duy nhất mọc sừng ở Trung Quốc. Năm 2015, cụ bà Liang Jiuzhen, 87 tuổi, sống tại ngôi làng Wian, thuộc thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên, cũng trở nên nổi tiếng, được nhiều người đặt cho cái tên Cụ Bà Kỳ Lân vì trên trán mọc một chiếc sừng dài 13cm. Con trai bà cụ, ông Wang Chao Jun cho biết, ban đầu phần trán của bà Liang xuất hiện một thứ giống như nốt ruồi đen, sau đó nốt này nhô lên thành một cục u nhỏ như đầu ngón tay, không gây đau đớn. Khi gội đầu cho mẹ, Wang vô tình làm khối u này chóc ra khỏi đầu mẹ mình và trong suốt 6 tháng sau đó, một khối u mới xuất hiện, phát triển nhanh chóng. Từ chỗ chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, khối u của bà Liang dài ra tới 13cm và trông giống như một chiếc sừng. Các bác sĩ đã chẩn đoán bà Wang mắc phải trứng da sừng hiếm gặp với một khối u dạng sừng. Loại u này thường xuất hiện với kích thước nhỏ nhưng sau đó dần dần phát triển lớn hơn và có thể trở thành khối u ác tính. Các bác sĩ khuyên cụ bà phẫu thuật để loại bỏ khối u này.